đề Sài Gòn ngày xưa là được mệnh danh Hòn Ngọc Viễn Đông. Mà Ngọc... Và lý do tại sao, và chúng ta thường thường mà ở đây nó cũng có nhiều cái YouTube rồi những cái người mà họ xuyên tạc về đất nước Việt Nam mình thì họ nói là u rồi xưa sướng lắm, ăn đồ Mỹ trời ơi, ăn đồ bơ sữa canh gần, nói chung là tất tần tật, mà họ không hiểu lý do tại sao. Thì sẵn hôm nay tôi nói với anh thì bây giờ chúng ta đều mình nói sơ qua một chút xíu về 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 chỗ đó ha. Rồi, chào Kiên Giang, chào ai ơi Việt, nói chào gì Đồng Giao lần nữa nha, chào mọi người. cho Với bạn anh cho cái máy cho lên cao chút xíu để thấy trọn cái mặt, cho em để cái mắt lên chút xíu nữa đi, có nghĩa là anh cho đỡ lên là lên, anh kéo cái máy anh chú đỏ vậy đó, ở đó để thấy được. Rồi rồi xin lỗi rồi, nha, xin lỗi, xin lỗi. không có cái chân hả, không có cái chân hả, Có cái có cái chân mà. Ờ rồi được rồi, vậy được rồi đó, đó vậy được chưa? rồi đó, ok rồi rồi, ok Được hả? rồi rồi Ok. ok Họ khoan, trước khi mà nói chuyện mình hỏi tất cả mọi người ở dưới có nghe rõ không, có nghe rõ hai ông già nói chuyện không, nói rõ thì rõ chứ để mình thao thao bất tuyệt không ở dưới không nghe được cái gì hết chắc uổng công lắm. Tại vì mình lớn mình già ra khi mình cắt đứt cái dòng tư tưởng của mình nó tự nhiên mình nói lại nó không được, Đúng rồi. nó khổ vậy đó. Thì ra giờ hỏi trước Anh có em còn ok trẻ không, có tuổi đó. ok mọi người rồi, ok rồi rồi tới tới rồi Anh rồi em còn trẻ tuổi đó thì là anh em nhiều khi thấy tụi mình lẩm cẩm anh em cười, nhưng mà đấy tôi rồi cảnh cáo với anh em này nè, bây giờ nếu mà trường hợp mà quý vị là 30 tuổi thì 40 năm nữa quý vị sẽ y chang như tôi, không đừng có nói ngon cái đó là cái luật, cái luật đơ của gì cuộc, cái cả. luật của cuộc đời rồi, họ họ không chạy Luật của đâu, tạo không chạy hóa, đâu, luật không chạy đào đâu, thải, đào luật đúng rồi, của luật tạo đâu mà tự hóa đào là thải. ai cũng phải già. Mình có hai cái luật, thứ nhất là cái luật tạo hóa là thằng nào cũng phải già cả, Đúng rồi và cái luật luật đào thải là thằng nào già rồi là phải đi đúng đi, rồi đi ra khỏi ngoài xã hội và đi ra khỏi cuộc đời. Ok, chào tất chào tất Ê, cả mọi người. lẩm rẩm coi vậy mà cây cỏ nó sướng anh, đùi nó hưởng phước, nó hưởng phân, rồi mà tại vì mình xuống chứ là mình nuôi cây mà. Anh nói chuyện phân rồi nói chuyện cây cỏ. Hồi tôi bắt đầu tôi nghĩ về tôi có nghĩ về cái chuyện mà sau khi mà tôi mất đi đấy, thì tôi không biết là tôi mất ở đâu, tôi không biết là tôi mất lúc nào, nhưng mà tôi biết là khi mà tôi mất đó là tôi sẽ hiu, và tôi sẽ dùng dùng mang cái phần tro nó về Việt Nam, với tôi giải xuống 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 một cái đám ruộng nào là tôi làm, rồi sau đó là tôi để đó một cái bàn ông ông hay là ông một nói cái. sớm quá làm tôi sợ không. Vậy thôi mình nói nữa. Thôi Thôi sợ thôi 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 ghê, thôi 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 mình không nói mình nữa. còn ngồi mình nói chuyện được thì mình đừng có nói chuyện xui Ok, thì xẻo mình nữa nói cho ngay cha ngắn. quỷ quá Ok, thôi. Không ghê. không 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 là tại vì nghe anh nói là cây cỏ nó ăn mình á, thì mình thấy Thì những rõ cái bạn ràng đúng mình là rồi, nó đúng quy rồi. tắc hồi xưa họ hồi nhỏ mà có cái câu đố Thiếu Lâm mà thường thường nói chuyện về ví dụ mà coi như là cây cỏ với lại cái mình chết đó, thì Con có người á, đúng là rồi. con người nó lẫn quẩn mấy cái từ thôi. Thì hồi nhỏ tụi nó đố nhau mà đố Thiếu Lâm đó mà, thì thôi bây giờ bỏ qua những cái điều đó vui vui rồi. Cái ngày hôm qua thì lên diễn đàn của Thơ Quang thì cũng có rất là nhiều người ủng hộ về vấn đề coi như là mình nói chuyện về vấn đề mà lý do tại sao mà gọi là có Hòn Ngọc Viễn Đông. Thì theo mình cũng đã nói sơ sơ rồi, thì hôm nay anh thì anh có cái gì anh bổ sung thêm không, mà anh bổ sung thêm không, rồi Anh đợi mình chút nha. rồi thấy không, hai anh già có con cá ổng người rửa Mà cái chén đèn. rồi ra rửa chén lên giữa Không mà cái đèn. rồi ok rồi Thì cho nó ấm ấm chút. Đợi nhà. Đợi 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 chút cái đèn. rồi thấy chưa đó, thấy không rồi thấy chưa, hay là cái như tao ổng hộp gu hộp rơ thì phải. Buổi sáng này. Sáng này nó không. Ok. Ok anh, mình nghe anh nói có Hòn Ngọc Viễn Đông thì mình cũng không biết anh sao, chứ còn là mình sống ở Sài... mình sống mình có nói là Sài Gòn đó là từ năm 1958, năm Đúng rồi. 1958 đến năm 1958, năm 19 cho đến năm 1975 sau khi mình rời đi, Đúng rồi. thành thử ra những cái gì mà của Sài Gòn đó là cái thành phố đó là của thành phố hiện tại bây giờ thành Sài Gòn Gia Định, hay là mình gọi gộp Thành phố Hồ chung Chí Minh. lại đó là thành phố Hồ Chí Minh đó, thì là cái thành phố đó là mình lớn lên ở đó mà Thì tôi cũng lớn, mình tôi cắt lại chút là nhá. tôi không khác gì anh lắm.
Tôi thì nói chung là coi như là mình gọi là mấy ông mấy trong xứ du lịch từ gọi là gì nguyên quán. Nguyên quán tức là quê hương của ông già mình chứ không phải là của mình, nguyên quán tức là ông già mình. Thì tôi đẻ ở ngoài Quảng Ngãi thì được 3 tuổi. 3 tuổi thì ông già bốc vào Sài Gòn. À, thì từ 3 tuổi tức là 3 tuổi thì lên từ ở thành ở bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn là ở liết liết tới đi lính tới bây giờ luôn thôi. Có nghĩa là tôi với anh cùng đồng niên, cùng sống ở Cùng một cỡ thời gian rất là dài, hình như gần như là cả cuộc đời. cảm Cả cuộc đời, thế thật ra thì chắc là mình không lạ lẫm về mình không lạ lẫm mà mình không 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 có nghĩa là ngóc ngách những cái chuyện mà ở nó gọi là Hồ Ngọc Viễn Đông. Thì hôm nay mình đi sâu vấn đề chút, tại sao rồi lý do trong Hồ Ngọc Viễn Đông nó có những cái chuyện gì mà ngày hôm qua mà tôi còn thiếu tôi chưa có nói ra, thì hôm nay nhờ mời xin anh bổ túc thêm, rồi có cái gì đó là mình lan man hoặc về câu chuyện về vui về vấn đề xã hội cũ đại khái vậy. Đúng rồi, Thế ok, anh cảm thấy ơn. không? Khi mà mình nghe cái anh nói cái Hòn Ngọc Viễn Đông thôi, thì thực sự trong cuộc đời của mình không có nghe nhiều ở lúc ở Sài Gòn. Mặc Đúng rồi. dù là mình đã lớn lên ở đó, mình đọc là ông cụ ông bố mình là bao giờ cũng đọc báo, ngày nào cũng đọc báo, ngày nào cũng nghe radio. Mình không có nghe, mình chỉ có nghe đến Đúng rồi. lâu lâu mình đọc trong sách sử đồ, mà sách của mình Tây nó nói vậy chứ còn mình cũng không có để ý nhiều. Mà đặc biệt là ngoài đời là Tôi mình cũng không giống như nghe, anh, tôi cũng giống như anh. mà tại vì Bởi mình vì nhà sao mình biết không? nói là Bởi bởi vì sao chỗ này là từ ở trong nước tôi cũng không nghe, từ cái ngày mà cũng không nghe, không nghe đâu. Chỉ trừ trường hợp sau này qua đây có những cái nhóm mà nó gọi là như là chống lại Việt Nam mình thì nó mới dùng cái từ và Hoàng Ngọc Viễn Đông, chứ thực chất ngày xưa giờ mình không có nghe, nó thẳng mình từ rồi không có nghe đó, nói vậy rồi ok anh. thì anh thế này nè, mình có đọc ở đâu đó, ở trong sách vở, trong trong báo chí, rồi lâu lâu mình đọc thấy dòng một chữ hết, chứ còn mình nghe là đặc biệt mình không nghe. Tại vì chứ anh thế này là cái Sài Gòn mình lúc đó mình cũng rất là khổ anh, quay vậy chứ nó không có cái quỷ gì cả. Cái Sài Gòn này, cái Sài Gòn ngày xưa là nó từ, tôi nghĩ là nó kéo từ nó con đường Hồng Trật Tự của tôi đó, con đường Hồng Trật Tự là con đường cái gì đó Nguyễn Thị Minh Khai cái gì đó, thì nó chạy đây là từ, nó chỉ có khởi đầu là từ cái chân cầu Thị Nghè bên kia chú Sở Thú đó. Nó chạy dọc một con đường như vậy, là nó chạy qua Dinh Độc Lập, nó chạy qua Dinh Độc Lập rồi nó chạy đến Tới qua cái bờ sông Sài Gòn là hết rồi. dạy rồi hết rồi anh, nó Tới cái đâu Ba có cái Son, gì nhớ cái Ba Son không? Nhớ đấy, cái hãng Ba cái Son. đường Ba Son Đó, tới thì cái đường Ba Ba Son Son là nó đã nằm hết rồi. ngang, thì cái bề dọc của nó là bề bề ngang, bề ngang thì nó là bị một một bề bề ngang bề dọc ở dưới này á, bề ngang của nó thì nó bị chắn bởi con sông con kênh Nhiêu Lộc, bề một bề tức là nó chắn bởi con sông Sài Gòn, bên kia thì nó chắn bởi một con đường Phan Thanh Giản hay là một cũng cũng một con kênh Nhiêu Lộc đây, tức là qua khỏi con kênh Nhiêu Lộc một cầu Bạc Mã Hồng đó, tức là nó thuộc về Gia Định rồi. Dạ Thành đúng thử cái rồi. Sài Gòn nó rất là nhỏ thế này nè, mà bây giờ mình có thể chia cái Sài Gòn nó mình là thành hai thành phần, hai khoảng thời gian. Một là khoảng thời gian là từ lúc tôi với anh sống lúc đó năm 1957 58 đến năm 1963, tức là lúc đó Sài Gòn mình còn rất rất là nghèo nhá. Cả nhà tôi, ông bố tôi đi làm, chỉ cả nhà tôi là chỉ có một cái chiếc xe đạp thôi, một chiếc xe đạp. Mình nhìn vào cái tài sản ở trong nhà thì mình biết là cái nhà mình thế nào. À, lúc đó mình mới vô công việc không có gì cả, chỉ có một mình ông bố đi làm thôi. Ông bố tôi đi làm may mà mua được một cái có cái xe đạp để mà đi, đó là tại vì ông bố tôi làm bên bên Quan Thế thôi, làm trên cái nhà Đoan ở Thương Cảng Nhà Rồng Nhà á, thì đại Đoan. khái là mình lấy là mình hải đoạn hải quan đó, cho mình biết là như vậy. Và cái cuộc sống trong nhà trong ấy, anh biết không, rất là đạm bạc anh ạ. Bố làm công chức mà chúng tôi đi học lúc đó đâu có buôn bán gì, thành thử nó rất là đạm bạc, tại vì mình hiểu á. Mà đó là cái gia đình mình là coi gia đình là trung lưu đó, là có ông bố đi làm công chức đó. Còn thứ anh ở trong xóm tôi ở xóm thế nghèo đây, xóm rất là nghèo, xóm rất là nghèo, mình hiểu cái chuyện đó. Để tôi thưa với anh là thế này, chỉ cho bây giờ mình chia ra thành cái năm 1900, từ hồi nào, từ lúc mà tụi mình vô Sài Gòn đó, cho đến năm 1963 thì nhá, tại mình ở Sài Gòn thì mình biết là chỉ trong có một đến năm 1963 đó thì mình kể ngược lại,
Đến năm 1963 là đảo tránh ông Ngô Đình Diệm. Rồi thì lính Tráng kéo nhau về đó giết ông nhá. Năm 1961 đảo tránh ông Nguyễn Chánh Thi cũng đánh nhau ở Sài Gòn. Từ năm 1961 đến năm 1963 thì ở giữa đó có hai cái cuộc thả bom của ông phi công Phạm Phú Quốc với Nguyễn Văn Cử. Đấy, thành thử là chỉ trong một thời gian ngắn thôi đó mà loạn lạc đến như vậy đấy. Nghĩa là anh em mình đánh nhau, anh em mình giết nhau ở trong cái Sài Gòn của mình. Cái đó là mình nói là trong một cái Sài Gòn nó nhỏ bằng cái lòng bàn tay của anh thôi. Còn ở ngoài này đó, cái nào mình không biết. Tại vì thưa anh này, tôi ở Sài Gòn, tôi ở bên Thị Nghè đây, mà Thủ Thiêm tôi không dám qua, rất là sợ loạn lạc. Thủ Thiêm là không dám đến. Ruộng không à, không có cái gì cả, ruộng không à. Gò Vấp mãi sau này tôi dám đi từ Sài Gòn mà về đến Gò Vấp bây giờ nó cả một con đoạn đường rất là xa vời, không bao giờ mình dám nghĩ đến mình đi. Thành thử ra là nói là cái Hòn Ngọc Viễn Đông thì thiệt, nếu mà mình chỉ nói đến năm 1963 nó thì đấy cái những cái hình ảnh của tôi, những cái không gian của tôi sống ở Sài Gòn năm 1000 đến năm 1963 là như vậy đó anh. Đúng anh Cầm à, và các bạn thì anh ở bên Thị Nghè thì tôi cũng đâu có khác gì anh, tôi ở ngày xưa nó gọi là con đường Chi Lăng, anh nhớ không? Con đường Chi Lăng okay, là từ chợ Bà Chiểu chạy thẳng lên ngã tư Phú Nhuận thì tôi ở đó mà đấy okay. Vì tôi ở đối diện với lại trong có một cái ngõ sâu vào nó gọi là đường Trần Kế Xương, từng đường okay. Trần Kế Xương tức là đối diện với cái bốt cảnh sát Hàng Keo, thì tôi ở trong cái hốc bà tối đó, gia đình tôi ở đó, tôi ở với mẹ tôi ở đó. Thì ở trong đó thì cũng giống như anh thôi, nó cũng thời điểm đó không ai giàu cả, không ai cả, toàn là giữa người thuộc dân dạng như vậy, chích lô xe đạp xe vậy thôi. Vậy thôi, không có cái gì là chào giờ hút được. Mấy cái thằng nào mà nói thì cơm không đủ ăn, thậm chí còn nhiều có gia đình còn là ăn khoai khổ lắm, ngủ đủ, khổ lắm, rất là cực. Đến một năm 1963 bắt đầu khi mà đảo tránh ông Diệm mà giết ông Diệm rồi thì bắt đầu thì có xuất hiện lính Mỹ. Đúng rồi. Đấy, rõ ràng. Thì thời đó anh biết từ con đường mà từ Tân Sơn Nhất mà về tới cái đường Chi Lăng mà thì đó, có một cái hãng gọi là hãng RMK, nó làm một cái con đường, nó làm một cái đường ống cống dài trải okay. Dài thì tụi tôi thường hay ra chơi, nhưng mà nó khổ nổi thời đó là cái thời bắt đầu lính Mỹ bắt đưa vào. Thì cái bọn trẻ mà khi đi vào đó, anh mới hiểu là khi đi vào đó thì nó đem cả một cái văn hóa của nước Mỹ vào. Anh nhớ cái phong trào hippie không? Yeah. Hippie á. Biết. Quần loe, quần ống rộng rồi loe, áo tay, áo giống như đàn ông mà giống như đàn bà, áo có bóp eo rồi sao có cái vạt thiệt dài, cổ thiệt là bự, khá là vậy. Thì nó đưa vừa quần áo này, đưa về âm nhạc này, các cái đủ đó, là đó là cái văn hóa của Mỹ. Mỹ đi đâu thì cái kia đi theo, rồi nhạc rock and roll, nhớ không? The Beatles, rồi hồi xưa là mình nghe là The Venture, rồi Sado, rồi sau này biết là Bee Gees, rồi cái đến nỗi đến cái The Beatles, rồi nói chung là Rolling Stone, đã thấy là ta bắt đầu vô nhập vào những cái âm nhạc của nước Mỹ vào đó. Thì lúc đó thì cái phong trào mà thanh niên mình nó sinh viên Việt Nam mình thì rất ư là tiếp thu liền ngay cái văn hóa của người Mỹ đó. Cái điều đó mình không có, rất là lịch sử, cho nên là vì đó mình không phê phán, mình không nói tốt hay nói xấu, nhưng mà cũng nói là cái giai đoạn đó, cái giai đoạn bà ở đó thì bắt đầu người Mỹ bước chân vào Việt Nam thì bắt đầu là giới trẻ và những người ấy là có một tính cách tiếp nhận cái văn hóa của Mỹ rất là lẹ làng đó. Thì nó mọc lên ba nè. Nói chung là bắt đầu từ từ đó thì Mỹ quá, giới trẻ bị Mỹ quá. Mỹ quá đây có nghĩa là gì? Bắt đầu hút, hồi xưa thì cũng là Á Phi không có, nhưng thằng Mỹ vô, thằng Mỹ nó vô thì lính Mỹ đã ghiền ma túy rất là lâu. Lính Mỹ ghiền ma túy rất là lâu. Dạ, rồi. Rất nhiều nữa. Rất nhiều thưa anh, thì đó, đến khi mà ông Ngô Đình Diệm, ông bị đảo chính đó, thì một hồi sau đó là người Mỹ họ bỏ họ đi vào, thì lúc đó là cái cuộc sống người ta ở Sài Gòn, ở cái nhà tôi, ở cái khu tôi đó, thì bắt đầu nó có vẻ là nó đây là cái từ năm 1963 mà đến khi mà bắt đầu mà mình nhìn thấy cái sự thịnh vượng đó, là khi đó là chiến tranh nó nặng
nặng độ lắm anh. Nặng rồi. Tôi nghĩ là phải 67, 68, 66, 67 á. Thì bắt đầu mình mới thấy những hàng hóa của người Mỹ đúng xuất hiện. À, xuất hiện, nhưng mà cùng một lúc đó này. Và chiến tranh nó lan tràn về, mặc dù nó không có tràn về Việt Nam, tràn về Sài Gòn. Mặc dù cái Sài Gòn là trong đô, phía trong Sài Gòn nó không có ảnh hưởng, nhưng mà cái xóm mà tôi là đã đi lính rất nhiều rồi anh. Đây lúc, là, đó, lúc đó là đâu cũng vậy thôi. Dạ, dạ. Năm một năm đó có năm tôi đó cắt, tôi cắt lời anh chút xíu này. Có nghĩa là anh biết chờ bà Chiểu. Anh có biết cái lăng ông bà Chiểu là cái đức tả quân Lê Văn Việt không? Thì ở ngoài đường nó có một, ở ngoài đường nó có một cái hàng ba rất là lớn. Phía sau đức tả quân Lê Văn Việt nó có hàng ba. Dạ, thì dạ, ở đó, đó nó trải dài khoảng chừng một chục bàn, nếu tôi nhớ không lầm, là những cái bàn đó là cái bàn để mà tuyển bộ lính, đủ loại lính bị đồng quân các cái đủ thứ đó, để cái là một lính tuyển bộ quân. Thì đại khái là vậy. Thì hồi nhỏ mà chưa tới tuổi thì đó đi chơi, thì mấy ông anh là vô đi tuyển bộ, rồi đi với tất cả bàn đó để mà bây giờ là đăng ký, ngày xưa đã gọi là cái gì ta, đại khái là viết là đơn họp dễ đăng lắm ký, vô dễ lắm. Đăng ký đúng đăng ký đăng ký đi đăng ký rồi sao đăng ký. Nhưng mà mấy ổng đội vui lắm, mấy ổng đi chừng 2-3 tháng sau lại lò bò đi để trở về. Tiền, đi mỗi kiếm tiền. Đi kiếm tiền, vui, đi kiếm tiền, đi vô đăng lính, rồi xong lãnh tiền rồi quân ra quan, xong là giọt tiền về nhà đào ngủ, lại đi lính khác. À, vậy đó. Rồi, anh tiếp tục đi. Đến năm, tôi nghĩ, tôi chỉ nhớ là đến năm 65 thôi anh. 65 là tôi mới có 13 tuổi thôi. Mà hồi nhỏ đó tôi ở trong xóm đó, thì tôi có học đằng trước cửa nhà tôi, cái mình có ở trong ngõ hẻm đây, thì bên kia đường thì có cái ông ba bụng, thì ông mới có một cái thằng cháu, nó tên là thằng Đạm, nó lớn hơn tôi đâu 3-4 tuổi. Thì nó đến đó rồi nó ở với ông, không biết là đâu đến tôi cũng quên mất rồi. Nhưng mà tôi hay qua đó tôi chơi. Hồi nhỏ tôi hay qua nó đi chơi, cái đến sau khi mà nó lớn lên sau nó bỏ nó đi, mà tôi hồi nhỏ tôi chơi nó rất là thân. Thì anh biết là có một hôm mà tôi đi học về đây, tôi đi học về cái thì tôi thấy là ông già ông cụ tôi với lại ông ba ngồi lầm thầm nói chuyện cái gì đó. Thì ông cụ tôi thấy về, thì ông cụ biểu thôi Phượng đi vô nhà trong. Thì ở ngoài này ông ba với ông cụ tôi nói chuyện, là ông cụ tôi không cho tôi nghe. Thế rồi một lúc sau đến tôi không nhớ lúc nào, thì ông cụ tôi ông ba ông về rồi đó, thì ông cụ tôi ông mới nói là thằng Đạm nó chết rồi. Ông cụ ông kêu tôi ra, thì tại vì ông cụ tôi không biết là tôi là bạn của nó, thì từ đó ông cụ nói thằng Đạm nó đi lính nó chết rồi. Tức là chưa anh là cái này năm, tôi nghĩ năm 12-13 tuổi thôi đó, là tôi đã có những người bạn ở trong chung xóm đã đi lính đã chết rồi, đã đi lính rồi và đã chết rồi. Thì thưa anh là cái Sài Gòn của mình đó anh, mặc dù chiến tranh nó không về, nhưng mà cái ảnh hưởng của chiến tranh đó là mình đã nhìn thấy rồi đó. Trại lính ở bất cứ mọi nơi chỗ nào, ở ngoài đường toàn là lính không. Anh đi học anh đi ngang chỗ nào cũng là dây kẽm gai. Để đây là từ nhà tôi mà đi lên đến cái trường tôi học, là hồi đó đó tôi học và cái trường Nguyễn Trãi là bên gần cái khu đài phát thanh Sài Gòn ngày xưa thôi, mà tôi đi ngang là toàn là từ nhà tôi mà lên cho nó là đi ngang toàn là trại lính, mà trại lính lúc đó là rất là căng thẳng, là toàn là dây kẽm gai, mà trước cửa trại lính là lô cốt ba cát là và bao cát và lô cốt là phải có người lính cát. Nên là tôi còn nhớ rõ đấy em, tôi nhìn từ nhà tôi mình ra qua khỏi cái cầu Thị Nghè, bên cái mặt đó là sở tâm lý chiến, đi thêm một chút xíu nữa đằng sau sở mà đằng sau nhà tâm lý chiến đó là cục an ninh quân đội, đi thẳng lên một chút xíu nữa là nhà viễn thông, đi lên một chút xíu nữa là cái thành Cộng Hòa Liên minh Phòng vệ Tổng thống phủ. Tức là cả cái Sài Gòn mình có những cái dinh thự to lớn là toàn là của quân đội, để chưa lính để đi đánh nhau không, chứ còn đâu có cái gì đâu anh.
những đó thành phố đẹp, như những cái building đẹp là những cái building là về của quân đội, của những cái của lính lính của ngày lính. Xưa Pháp họ, của lính Pháp họ đó, để rồi họ cai trị dân Sài Gòn. Tại vì thưa anh này, cái miền Nam lúc khi mà người Pháp Việt Nam là còn là thuộc địa của Pháp, thì là cái dân trong Nam là trong Nam Kỳ là xứ thuộc địa, là miền Nam thuộc Pháp. Những người sinh đẻ trong Nam ở trước năm 1955 ấy, năm 1955 ấy, là có những người họ sinh ra là họ automatic họ có quốc tịch Mỹ. Bạn tôi Pháp, quốc tịch Tây rất là nhiều. Bạn tôi quốc tịch rất là nhiều anh. Tại vì Nam Kỳ thuộc Pháp mà anh. Họ sử dụng cái đất trong Nam, họ xây dựng, họ sử dụng cái đất trong Nam và như là một cái nơi mà một cái nơi để họ khai thác, để họ làm giàu thôi chứ chẳng có gì cả. Và họ sử dụng cái gì? Không phải họ sử dụng bằng cái thị trường, nhưng mà họ sử dụng bằng sức mạnh. Và tại sao sức mạnh anh? Tại vì toàn là trại lính, là đồn Oma, đồn ông Ba, toàn là những cái đồn này đồn kia, những cái dinh thự nổi tiếng là cái đồn này đồn kia. Rõ ràng, cái quỷ gì cả. Rõ ràng chẳng có quỷ gì cả. Dạ. Thì trải dài từ năm 1963 khi mà ông Diệm bị lật đổ các cái, thì bắt đầu ở trong Sài Gòn đó, bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh, thì giống như anh nói đã có những vài con đường thôi, từ từ Thị Nghè bọc dần ra tới cái hãng Ba Son chạy dài đây kia, là hầu như chỗ nào cũng có lô cốt, là chỗ nào cũng có kẽm gai, tức như là cái thành phố đang bị biến động, có người họ ngăn ngừa Việt Cộng nó tấn công, cho nên vì chỗ đó mang bộ mặt thành phố, nhưng thực chất không phải là thành phố, là bởi vì ở đâu đó anh dòm ở chỗ nào cũng có dây kẽm gai, anh dòm chỗ nào cũng có lô cốt, và anh dòm chỗ nào cũng có bao cát cả. Họ dựng lên chung quanh cái cho cái đồn cái được để người ta ngồi trong đó để canh gác. Thì cái tình hình lúc đó bây giờ coi như là nó không phải là bình yên. Mấy thằng này nó xào xạo, nó lên nó nói Sài Gòn kêu hoa lệ bình yên tự do đẹp, nó không có, không làm gì có cái chuyện đó. Mà Sài Gòn lúc đó anh nghĩ lúc đó là hầu như tất cả mọi cái điều gì cũng sợ Việt Cộng cả. Cái chuyện đương nhiên rồi. Tại vì cả trong cái cuộc chiến ở trong Nam đây, thì là chỉ còn lại cái duy nhất là cái Sài Gòn đó, là nó còn coi như là nó có cảm thấy yên bình đó. Yên bình. Bây giờ mình chỉ trở lại cái câu chuyện Hòn Ngọc Nguyễn Đông thôi. Thì chứ anh thế này nè, tôi nghĩ đó, tôi nghĩ thế này nè, cái Hòn Ngọc Viễn, như cũng như lời anh nói, tôi nghĩ cái lời anh nói là cũng đúng. Cái Hòn Ngọc Viễn Đông là cái danh từ, những cái mỹ từ bay bướm mấy ông Tây ông đặt ra. Đúng. Ông dụ mấy ông Lê Dương đến đây đó đi đánh này. Nhau phải dụ vậy thôi, chứ chẳng có cái quỷ gì cả. Không dụ bằng cách này thì cũng phải dụ bằng cách khác để cho người ta mới đi chứ. Lì đó ra đó là đúng là chính xác hả? Còn đây là, để bây giờ mình nói chuyện về cái Hòn, mà đặc biệt là sau này mình coi trên mạng rồi nghe lời anh nói, nghe mấy ngày lâu lâu tôi coi, tôi cũng nhìn thấy họ nói là trên mạng xã hội là Hòn Ngọc Viễn Đông này thế kia. Để tôi nói cho nghe nè, tôi sợ lý vợ đây là từ năm tôi đã, khi mà tôi qua đến năm 1975 đó, mà tôi nói là bao trước đó là bao nhiêu người hỏi bà cụ tôi để tôi lập gia đình đó, mà rồi tôi đã không, hồi Việt Nam mà tôi đã nói là tôi nhất định tôi mới vợ được đây. Đến năm 75, tôi qua đến bên này, tôi có một lần đó, tôi ở San Jose đó, chỗ mà cô con gái của anh ở bây giờ đó, có một người, có một lần đó là tôi ở trên đó, tôi đi làm, tôi đi học ở trên đó đây. Thế có một hôm cái ông đó kêu là ông Tổng, ông tôi kêu là cậu của ông cụ tôi. Tôi về tôi hay đến chơi với ông cụ Tổng, tôi đi làm về đây, 11 giờ đêm ông gọi tôi qua. Ông biểu tôi là tại ban ngày tôi rất là bận, chỉ có ban đêm tôi đi làm về thì ông vẫn nói chuyện với tôi được thôi. Một giờ đêm tôi gọi ông qua, ông gọi tôi qua thì ông bảo là, ông biểu mày qua đây mày ăn cơm với ông, nó ok không? Ông bảo là ăn cơm vừa chưa ăn được, ăn chưa ăn hết được bát cơm. Ông biểu là ông cụ tính, ông nói là nhà ông có mấy đứa con gái, mày có biết mày có thích đứa nào thì mày nói với tao, thì rồi để ông gả. Cái tôi mới nói thẳng với ông, năm đó là tôi đã có năm đó là con năm 1981, 82 rồi chứ đâu phải không anh, 80 rồi đó.
Tôi nói không ông ơi, cháu có lấy vợ, con có lấy vợ đâu. Cô không, là tôi nói thẳng vậy. Lý mà một mà thưa anh là một lý do mà tôi không có lấy vợ đó là tôi đã nhìn biết bao nhiêu cái người đàn bà mà tôi thương mến mà đã chồng đã chết, rồi khóc lóc của con cái, rồi nó bù lê bù càng, tôi sợ từ lúc đó này đến năm 1981 nó ám ảnh, nó ám ảnh tôi. Tôi nhìn thấy trong nhà tôi là có một người chết, cái anh đó là anh Châu, anh chết là năm 1000, anh là lính nhảy dù, con nuôi chồng của con cô con nuôi của bà cụ tôi, mà ông ấy năm đó năm 61 ông là lính nhảy dù. Rồi ông Nguyễn Tránh Thi ông đạo chính, rồi ông kéo lính ông ra ngoài đó đánh nhau với ông Ngô Đình Diệm, rồi ông bị bắn chết trước cửa thành Cộng Hòa. Mà anh biết ông từ cái thành Cộng Hòa mà về cái nhà của tôi đó là chỉ có trong một nửa chừng km là đến thôi, mà không có mang được xác về nhá, không có mang được xác về nhà. Nó là tại sao? Tại vì lúc chỉ là con nuôi của bà cụ tôi thì nghe thầm thì nói vậy, biết vậy, nói tại sao không mang xác được về. Ông cụ tôi ông nói nhỏ là quân phản loạn thì không được mang về, mang xác vào nhà, kinh hồn đến như vậy đây. Tức là cái không khí chiến tranh là nó bao trùm Sài Gòn, nó cũng như là từ lúc tôi lớn lên tôi còn nhớ mà đến khi tôi bước ra khỏi Sài Gòn năm 1975 có nghĩa là thì tôi không nói như vậy, nên hiểu rằng là thì đến bây giờ đó tối thiểu ra những người của tôi, đời của tôi với của anh ấy, mà nói về cái hòn ngọc Viễn Đông đó là tại vì hiểu như là đó là những cái mỹ từ tầm những của Pháp. Của người Pháp họ tạo dựng ra, họ để họ dụ dỗ mấy thằng lính Đại Dương. Để tôi nói cho anh nghe, cái Sài Gòn của tôi là trước cửa một trại lính, bên cạnh cái trại lính bao giờ cũng có một cái động đĩ, mà không phải một động đĩ, rất nhiều động đĩ. Đĩ là những người dân, đĩ là những cô con gái ở dưới đấy. Sài Gòn đó, ở dưới vùng nông thôn, họ bị bom đạn, họ không cày cấy được, họ tràn đến đây, họ tràn về Sài Gòn, họ đi, tại vì hồi đó có ấp chiến lược này, đủ thứ việc ấy, rồi họ tràn đến Sài Gòn, cái thời đó gì cắt lời khổ chứ. Vô cùng chứ không phải không? Cái động đĩ ở ngày xưa tôi nói thiệt, anh nói thì xấu hổ, mình không muốn nói ra đây, nhưng mà nó giống y chang như là nó công khai và giống như là cái chợ. Nó giống y chang như cái chợ Chồm Hổm vậy. Có là ai vô không được, ai ra không được, ai chạy. Nói chung là nó không phải lén lén luôn, không có đâu. Không có. Bình thường giống y chang như mọi người bào ấy. Thành ra tôi nói thật với anh, cái thời gian đó, mình phải nói một cái điều này là cái giới trẻ, giới con nít ấy, ở thời điểm đó rất là dễ bị lôi cuốn vào những cái chuyện rất ư là bậy bạ. Xì ke ma túy, gái điếm, là các cái. Thành ra bị lôi cuốn vào những chuyện rất là rõ ràng đó. Hôm nay anh và tôi vạch trần ra những cái khuất tất của cái thời đó, để mà người ta đừng có nghĩ là thời đó là hòn ngọc Viễn Đông là rất là sung sướng thanh bình. Không có đâu, nó chỉ toàn là nói chuyện xạo không thôi. Hai em già này bữa nay lên vạch mặt, có nghĩa là không khí chiến tranh ảm đạm bu nghĩa là phủ kín Sài Gòn bắt đầu từ năm 1963, từ cái ngày mà ông Diệm bị lật đổ. Nó rõ ràng vậy đó. Ở đâu đó, ở trong cái khung cảnh hoang tàn của thành phố Sài Gòn, nó chỉ có quanh quẩn vài khu phố của thành Tây nó xây nó để lại thôi. Ngoài ra, chung quanh đó, xa xa chút xíu, thì là như là Thủ Thiêm nè, Bến Nghé nè, rồi cái chịu súng củi nè, là hoang tàn và hoang mạc, và tất cả mọi người dân ở các nơi đổ về, bởi vì chỉ còn chút xíu ở Sài Gòn là nơi đó còn được hưởng được cái không khí ít nghe. Có nghe tiếng súng nhưng mà ít hơn mấy chỗ khác. Còn ngoài ra ở đâu cũng có cả. Đó là cái điều thực sự vậy. Đừng có dùng cái mỹ từ Hòn Ngọc Viễn Đông là tiện đó, là thằng Tây đặt ra để mình nó chiêu bộ lính phu, lính Lê Dương thôi. Ngoài ra chẳng có một mẹ gì hết. Không có một cái gì cả. Nó khổ cực đến cùng cực. Và những người con gái xuân sắc mà phải đi bỏ mình đi làm gái điếm để chi, để nuôi bản thân, nuôi gia đình. Nói chung là nó tàn tệ lắm, nhưng mà nó khổ nổi cái lầm. Hôm qua tôi nói trên live của thằng Thơ Quang thì nói không có hết ý, là bởi vì nó không có đồng cảm được, bởi vì nó còn nhỏ, nó không bằng mình. Cho nên vì ra nó không có cái sự trải nghiệm và nó không có đồng cảm, thành ra không có cái chuyện mà nói chuyện mà nó có giống như tụi anh. Anh cũng qua rồi, tôi cũng qua rồi, vì chỗ đó mà hai đứa đều sống tại ngay cái trung tâm của nó. Chứ là cái anh ở Thị Nghè thì tôi ở chợ Bà Chiểu, mà làm sao không biết được. Cái chợ lâu đời nhất ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ mà, đúng không?
vì chỗ đó ra chúng ta hôm nay tôi luôn nói, bởi vì nói những cái chuyện ngóc ngách của những cái tụi nó hay nói rằng là hồi xưa là Việt Nam là phải hồng ngọc quyển đông, nếu không có cái này kia là đủ hơn sẽ giàu mạnh hơn Nam Hàn đồ Triều Tiên. Tôi ra biển đi đủ má đói thấy mẹ luôn được cái sao sao để tôi cởi một kỷ niệm kia. Nó khổ đến mức độ là hồi xưa không có tivi, thời đó không có tivi thì cái thời lính biển vào thì tivi nó phát trên trực thăng để biết mình phát để đâu. À, mà khi mà nó phát ra thì nó không có ổn định. Đúng. Mà ở nhà có một thằng cha kia nó gọi là chú tư gì ta không quên mẹ tên rồi, nhưng mà ổng đêm ổng làm ở ổng là đại quý thì ổng làm bên cái khu gì đó thì ổng lấy cái đồ biết kia trong một cái xóm mấy ngàn hộ dân mà chỉ có một cái tivi đang trắng mà cà quắc nó cái hình nó không có dựng. Bạn biết người ta bu giống y chang này đi coi sân vận động mà cái tivi có 19 inch thôi, 19 inch mà biết luôn khổ, nó khổ mà người ta có mà người ta khổ lắm anh coi à. Rồi mệt lắm, ý tôi muốn nói cái gì không có giàu có con mẹ gì hết trơn trời, dân khổ cùng cực, dân đen thì khổ thấy mẹ luôn, trừ không có người giàu, nhưng những người đó là phải có cái sự ràng buộc và ăn kết nối với cái đám mà coi như là lính Mỹ, có nghĩa là ví dụ anh phải làm trong một cái tổ chức gì đó, hoặc là ở là phải là cấp thiếu tá hay là đại quý quân vô cái gì đó để dính líu cái kia để mà lấy ra thôi, mày ra dân mẹ đói thấy mẹ luôn, làm gì có cái chuyện mà luôn giàu có. Anh nói chuyện về cái thành phố Sài Gòn cũ này, nhắc tới những cái chạy lính, nhắc đến cái ổ điếm tự nhiên tôi tức giận dễ sợ. Ta là cái ổ điếm ở Sài Gòn tức là nó công khai chứ nó không có dấu diếm. Dấu diếm? Anh đi ra ngoài đường người ta vẫy ông lại. Người ta vẫy ông lại. Có những người đàn bà họ đứng ra họ vẫy lại. Họ vẫy người lại vào đây. Kể cả con nít người lớn gì là tôi mà bây giờ tôi mới thấy là đó là một cái sự. Đấy ai nói bây giờ có ai mà dùng cái danh từ Sài Gòn Hòn Ngọc Nguyễn Đông thì tôi sẽ nói là lúc đó tôi ở đó, đó mỗi lần tôi đi ngang ra một cái ngõ bên cạnh cái trại lính thì là tôi biết là trong ngõ nó có rất nhiều ổ điếm, mà tôi đã được khi mà tôi đi ngoài đường cái mà tôi đi bằng xe đạp, hồi đó bắt đầu còn đi xe đạp mà sau này rồi còn có những cái xe gắn máy mà tôi đã đi thì là tôi đã gặp biết tôi đã đi đến biết bao nhiêu nơi mà có những người đàn bà họ vẫy chào tôi đi vào đó để chơi điếm anh. Tôi nghĩ đó là cái hành động mà nó là tôi nghĩ đó là cái hình ảnh mà nó đâm đỏ cái đầu tôi nhiều nhất, mà nó làm tôi đến bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ lại thấy tội nghiệp cho dân Sài Gòn thật. Bây giờ tôi mới nói không rằng, bây giờ tôi nói cho nhục nhã chứ không phải không anh à. Đó là một cái xã hội mình phải nói là băng hoại nhất, tội nghiệp chứ không nhất không và xấu xa nhất trong cái xã hội cũ ngày xưa. Là bởi vì tôi đã từng kể mà hầu như tất cả những người lớn tuổi như tôi với anh đều hiểu rằng, bây giờ kể sơ rằng những cái ổ điếm mà cái vĩ đại lớn á, thứ nhất là bến xe miền Tây, thứ hai là bến xe miền Đông, nhiều lắm, rồi cây da xà, nó có những cái địa danh mà dồn là biết, mà nghe cái đó là mình hiểu, nghe rất là chạy ở gọi dắt bãi cháy ngã ba chuồng chó, ngã ba chuồng chó bãi chó, ông nghe nên ngã ba chuồng chó là rồi ngã gì Bình Nghĩa Cộng Hòa, nói chung là không có chỗ nào mà không có đúng cả. Mọi nơi tức là những cái ổ điếm nổi tiếng tức là nó nổi tiếng cho thành phố là trời ơi nói như vậy để hiểu rằng cái xã hội là như chẳng có cái gì tốt đẹp cả, và nó băng hoại đạo đức đến mức độ hầu như là ngán ngẩm. Hôm trước tôi với anh đã làm một cái live là những người phụ nữ trong thời chiến. Anh nhớ rất nhiều. Mình không nhục mạ hay gì, nhưng mà mình cảm thấy thương cho cái số phận những người phụ nữ trong cái thời đó. Và mình tôn trọng, mình rất là xúc động. Họ không muốn làm điều đó, nhưng mà hoàn cảnh, thời gian và điều kiện không cho phép họ nghĩ khác được. Bởi vì ở dưới quê lên, thứ nhất người đàn bà ở dưới quê lên khi chiến tranh chạy lên, chồng thì bị mất tử trận, một thân mà nuôi con, hoặc là những người còn son trẻ chẳng biết làm việc gì. Thứ nhất anh biết sao, ngày xưa là không biết chữ rất là nhiều, bị mù chữ rất là nhiều, quê không học chữ mà đã không có chữ thì là lên thành phố lên làm cái gì được cái gì không...
đẹp ở đợ, không ở đợ thì cũng bán cô giấy số. Biết ngày xưa nó có những cái con đường đi trên đường Chi Lăng, bây giờ cái con đường mà lên Cầu Bông là hồi xưa là con đường Lê Văn Việt phải không, bây giờ nó gọi là Đinh Tiên Hoàng. Cầu Bông à, nó đường lên Cầu Bông là đâu phải con đường đó, là cái đường quỷ gì lâu quá rồi quên mất rồi, lâu quá tôi không quên mà tôi nhớ gì Lê Văn Việt. Đường Cầu Bông ở đó, ở đó nó có cái đường không... Lê Văn Việt, đường nữ sinh, đường nữ sinh Lê Văn Việt. Ồ, nữ sinh Lê Văn Việt, ok ok, đúng rồi, đường nhớ, đường, nhớ, bởi nhớ. Có tên đường Lê Văn Việt nhưng bây giờ okay. Nó còn tên, bây giờ nó không còn Lê Văn Việt nữa mà nó được cái gì đường gì tôi không biết nữa, nhưng mà bởi lâu quá quên rồi, quên cha luôn rồi đó. Tôi ở nơi một cái chơi là ở nơi đâu dòm ra thì dân chúng cũng lam lũ cũng nghèo chết thẻ chết cha luôn, chắc không có cái chuyện gì vào hết đó. Thành ra đây hôm nay cái like này để nói cho mọi người hiểu rằng cái thời đó không phải là Hòn Ngọc Viễn đâu có con mẹ gì hết, mà cái thời điểm đó là nơi đó đạo đức văn hóa xuống cấp trầm trọng. Nói chung là tất tần tật những cái gì xấu xa của xã hội đều dồn vào điều đó cả. Bởi vì sao? Khi lính Mỹ vào thì nó phát sinh ra cái chuyện là ba gây điếm nè, ma túy nè, rồi bọn trẻ lại không có công ăn việc làm, lại chạy theo mấy lính Mỹ để xin đánh dài, nhớ không? Cầm cái hộp dài. Cái chuyện nó rõ ràng như ban ngày. Nếu mày không tiếc mà tụi mày không biết, tụi mày đọc những cái cuốn truyện của Duyên Anh đi, Luật Hè Phố. Anh có đọc mấy cái bài cùng mấy cái... Có. Đấy, đó quê, là quê, quê mình mà. À, thời đó đã viết ra những nhà văn, đã viết ra những cuốn sách của trẻ bụi đời như thế nào. Làm sao có trại tế bần. Đó là những người mà vô trẻ mồ côi, không cha, không mẹ đi vào trại tế bần để mà nói chung là tất cả đó. Sách sử mà đây là cái ông này là đại quý nha. Cái ông mà Duyên Anh là đại quý. Không biết à, mình không biết. Mình nói cho anh nghe là bây giờ mỗi lần đó, mình thương anh mới thương với các bạn đó. Mỗi lần mà bây giờ mình nghe ai mà nói đến Sài Gòn là họ Hòn Ngọc Phấn Đông à, thì là tôi sẽ nói một câu thế này. Tự nhiên tôi tức anh. Tôi sẽ nói bây giờ tự nhiên này nói chuyện với anh tôi mới nổi điên này, là tôi chỉ nghĩ là những cái động điếm ở Sài Gòn. Tôi nghĩ là cái điều đó đến bây giờ mình nghĩ, ngày xưa mình nhìn thấy mình thấy nó quen này, mình thấy đau lòng. Bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại mình thấy nó nhục nhã. Tại vì thì bởi vậy tôi mới để nói đi. Tôi nói là không có cái hình ảnh nào mà nó nhục nhã bằng cái hình ảnh đó đâu. Hình ảnh những đứa trẻ con nó đi nó vời khách đi vô chơi gái, chơi đi chơi gái ngoài đường. Thảm lắm. Không lắm. Có cái hình ảnh nào nhục nhã cho bằng những người đàn bà họ có bầu, họ phải đứng ra họ mời chào mà không phải không kín đáo nha, mời chào một cách công khai, vẫy gọi, ơi vô đây đây nè, chỗ này nè, đây cho chỗ này mà không phải một nơi răng sắc ở trên Sài Gòn, trên Gò Vấp mà họ là mà anh biết thưa anh thế này nè, làm cái điếm thì ở đâu là cũng bất hợp pháp cả, nhưng mà ở nơi đó là coi như là làm công khai. Và nó không là phải là một chỗ à. Mà nó hầu như mà chỗ nào lan tràn. Mà bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại này. Ngày xưa đó mình có người mình có trai gì mình có để ý. Bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại này. Tội nghiệp. Thật là xấu hổ và thật là tội nghiệp này. Ở cái Sài Gòn của anh ngày xưa đó, thời chiến tranh đó, nơi đó là người ta là cái nơi người ta bóc lột lẫn nhau. Thằng má cô bóc lột cô con gái. Thằng đến trước bóc lột cái người thằng đến sau, cái người đến sau. Bà đến trước, bà nạn nhân chiến tranh lên trên này trước, đi làm điếm trước, có bầu, bóc lột cái cô con gái phía sau, đặt mình có cái chút tiền đầu ấy. Mình nghĩ là đó là một cái tình trạng rất là tội nghiệp cho cái dân miền Nam mình. Tại vì thế rõ ràng thế này này nè, chiến tranh ở Việt Nam, chiến tranh ở chống Nam, từ năm bây giờ mình thôi mình cứ thu lại từ năm 1963 đến năm 1975 đi, là nó đâu có thu dọn ở nơi nào anh, nó ở tất cả mọi nơi ở ngoài nông thôn. Ở Sài Gòn thì được tí Sài Gòn nó còn yên bình, nhưng mà ở bên ngoài Gia Định là coi như rất là mất an ninh. Ở Gia Định thì lại được cái tỉnh lỵ, chứ không còn phía ngoài Đồng Ông Cọ như là cái gọi như là ở quê nhắc cái điều đó mới nhớ là đồng chó ngáp thì anh bây giờ thế này nè. Bây giờ nghe anh nói thì tôi mới biết, tôi sẽ lặp lại thế này nhá. Mỗi lần mà tôi nghe cái Hòn Ngọc Viễn Đông của Sài Gòn đó, tôi nhớ những cái hình ảnh
thô bỉ, tàn tệ và nhục nhã như vậy. Những đứa con nít đứng ra ngoài đường vời vời khách vào xóm nó chơi điếm. Những mà những cô con gái làm điếm là gì? Là mẹ nó, là chị nó. Và cái, thì, và cái chuyện đó nó là một cái công khai. Đó. Đây, hôm nay hai ông già này lên lật mặt cái hần hục viễn đông cho mọi người hiểu điều đó. Và tôi và anh Phượng là những người chứng nhân của lịch sử, những cái thời gian ông ấy sống ở Việt Nam cũng giống như thời gian của tôi sống Việt Nam, không xa lạ lắm đâu. Trời bà chịu nó chưa khủng khiếp ở bên cái chỗ của anh ở, bởi vì sao nó đông hơn là bởi vì sao ở đó nó có đại lính. Anh nhớ không? Đại lính. Đại lính, đại lính Tùng Châu đủ. Mà đại lính, đại lính mà đã có đại lính là đi như là phải có địa điểm. Có cái điểm. Khổ vậy. Cho nên Việt ra ở đâu cũng có, nó trải dài khắp. Bây giờ xưa kêu Sài Gòn. Thì cái đó nó giống như là tát vào mặt những cái thằng nào mà nói là Việt Nam, Việt cái gì, Việt Nam là Hòn Ngọc Viễn Đông. Cái đó là cái từ tôi sôi máu. Bởi vì ngày hôm qua là tôi muốn nó lên nói chuyện với anh là về tiếp tục cái câu chuyện này. Và bởi vì khi mà tôi nói chuyện lên cái diễn đàn của Thơ Quang, nó chưa hết ý, nó chưa lột tả được những cái đó. Bởi vì Thơ Quang nó còn nhỏ, nó không hiểu được ngóc ngách của sự việc. Thì hôm nay anh và tôi đã lôi ra những cái chuyện mà mặt trái của cái vấn đề của Hòn Ngọc Viễn Đông đó cho anh nghe. Thất học, mù chữ, gái điếm tràn lan, me Mỹ, me Tây, ma túy, đánh dài. Nói chung là tất tần tật những cái gì mà coi như thuộc về cái dạng coi như là đạo đức xuống cấp đều nằm ở Sài Gòn cả. Gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông của mấy ông ấy. Anh biết không? Anh nói rõ ràng chính xác. Đứa con 5-6 tuổi đã biết mời chài khách cho mẹ rồi. Có nghĩa là một đứa con nít lôi kéo một thằng khách làng chơi vào chơi mẹ nó. Anh thấy nó nhục nhã mà nó xuống cái tầm đạo đức trầm trọng không? Và ở đâu đó ở Sài Gòn nơi nào cũng có. Nơi nào cũng có kẻm gai, nơi nào cũng có bao cát, nơi nào cũng có lô cốt. Đấy, cái sự cái nếu mà có ai nói đến Hòn Ngọc Viễn Đông mà cái sự thịnh vượng của nó là thì nó cái sự thịnh vượng nó đến từ đó đó. Nó đến từ những cái đồng tiền của những người lính. Người ta đi lính á thì người ta được tiền. Thì những người còn sống thì một tháng được bao nhiêu tiền, còn những người chết á, người chết đi thằng ông nào mà lính chết đi thì được đâu 12 tháng lương. Thì ban đầu là còn được 12 tháng lương, là sau đó là người ta ăn chặn ăn bớt đi. Tại vì thưa anh, lúc đó là cái tiền chiến phí của Việt Nam, là một cái chiến tranh Việt Nam nắng tiêu thụ rất là nhiều tiền và công việc của nó, quần áo như là giày dép, là thực phẩm, thức ăn khô, những cái gì để phục vụ cho hơn nửa triệu quân người lính Mỹ ở đó anh. Rồi còn lính Đại Hàn, rồi còn lính loại lính này lính kia, lính Phi Luật Tân có cái kiểu chơi của cái lính Phi Luật Tân, lính Đại Hàn có cái kiểu chơi của lính Đại Hàn đấy. Mỗi thằng lính nó đến Việt Nam nó mang theo một cái bệnh mình kêu là cái bệnh dã liễu, cái bệnh hoa liễu, mình kêu là bệnh hoa liễu là cái bệnh bệnh lậu đó. Mỗi một cái sắc dân, mỗi một cái sắc lính nó mang theo một bệnh lậu riêng của nó. Khủng khiếp chưa? Cái người Mỹ họ mang, cái lính Mỹ nó có cái sách, nó có cái bệnh lậu, có cái bệnh hoa liễu riêng của nó. Cái thằng Đại Hàn, lính Đại Hàn nó có cái bệnh hoa liễu riêng của nó. Cái thằng Phi Luật Tân nó có cái bệnh riêng của nó. Đó là cái tệ nạn. Nó mang qua. Mà đó là cái tệ nạn mà ngày xưa đã chấp. Mà ở miền Nam Việt Nam đã chứng kiến. Mà theo tôi nghĩ nó không phải riêng Sài Gòn đâu anh. Tôi có những thằng bạn đi các vùng chiến thuật khác, ở đâu cũng vậy thôi. Ở Ba Mê Thuộc cũng vậy, ở Pleiku cũng vậy, ở miền Tây, ở các quân khu nào cũng vậy. Có nghĩa là gái điếm đi theo lính. Nói chung là tại vì họ lính là tại vì họ có lương, lính Việt Nam có lương, cái lính Việt Nam, lính Đại Hàn có lương, lính Đại Hàn, lính Phi nó có lính Thái Lan nó có lương của nó, lính Mỹ nó có lương của nó. Nó có lương của nó, lính mà nó làm gì thì nó rồi, tiêu chứ nó làm okay. Gì vậy? Theo tôi thấy thì chúng ta nói như vậy cũng khá đầy đủ để bao quát lên cái vấn đề coi như là cái Hòn Ngọc Viễn Đông. Cái Hòn Ngọc Viễn Đông là như thế đó, có nghĩa là nó chẳng có gì đẹp đẽ cả và nó thảm hại đến một mức độ có nghĩa là văn hóa đồi trụy. Nó kiểu có nghĩa là đồi trụy đến một cái chỗ là hết mức luôn. Cái này tận cùng của sự đồi trụy. Nên nhớ qua câu này. Ghê gốc, giống như anh Phượng vừa mới nói, nó có nghĩa là con lôi kéo trời
trai bồi khách làng chơi vào chơi mẹ nó, là mày nghĩ là coi như là hết rồi, không còn gì tặng cùng số nữa. Mà ở đâu cũng vậy, có nghĩa là ở khắp ngang cùng có hẻm ô của miền Nam Sài Gòn, đó là cái miền Nam đó mà chúng nó gọi là coi như họ Ngọc Viễn Đông đó. Thì thôi, tôi rất là bồi, mỗi lần nhắc lại tự nhiên tôi cũng phẫn muốt. Tôi nghe nó, tôi nghe nó nói là tôi ghét, mà tôi ghét mà một mình tôi nói thì tôi không có nói, để tôi nói với anh hiểu rằng tôi với anh Linh diễn đàn này nói để chứng thực cái chuyện đó, tôi với anh nói có thật chứ không phải lừa đảo. Anh hiểu tôi nói chưa? Đây tôi nghĩ đây là lần đầu tiên ở trên mạng xã hội tôi nói về cái tâm tình của tôi về cái Sài Gòn từ nào giờ. Anh tôi mến cái thành phố đó lắm anh, nhưng mà hôm nay tại vì nhắc cái câu chuyện này thì đâu cũng vậy, anh nó có cái mặt này thì nó mặt kia. Một bây giờ nói chuyện với anh ngày hôm nay tôi chỉ đầu óc tôi bị ám ảnh bởi những cái hình ảnh đó, hình ảnh của những cô con gái từ dưới đồng bằng, tội từ dưới Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ, Mỹ Tho tràn về Sài Gòn chạy tị nạn cộng sản bị bom nhiều quá mới chạy lên phố tị nạn cộng sản đó. Chạy về thành phố không làm gì, đi bám theo những người lính Đại Hàn, họ bám theo những người lính Đại Hàn, họ sống bám theo những người lính Phi Luật Tân, bám theo những người lính Mỹ, bám theo những người lính Việt Nam. Nói một cách kết luận lại cho anh hiểu rằng cái điều sau khi tàn cuộc chiến 30 tháng 4 vừa được ký được giải phóng xong hai miền Nam Bắc xâm vào một nhà, thì có một số thành phần mình gọi là con lai. Anh hiểu tôi nói cái điều đó không? Đó là cái hậu quả và cái kết quả của cái những năm chinh chiến của những người lính ngoại bang vào đất nước đó, và mấy trăm ngàn người là cha không đó. Đó là một cái minh chứng hùng hồn. Và hôm nay tôi và anh Phượng đã nói lên cái điều đó, bởi vì họ không quan hệ thì làm sao mà có con được. Chuyện tào lao, chuyện là minh chứng mà. Thưa anh thế này, tôi nghĩ đó, thì đến ngày 30 tháng 4 khi mà chiến tranh chấm dứt mà Sài Gòn giải phóng, thì có những người họ rất là mệt mỏi và rất xấu hổ về những cái thời gian mà họ đã bước qua, thành thử họ mới tràn vào đường, họ mừng rỡ, họ đón chào những người lính bộ giải phóng là như vậy đó. Mà không phải họ chỉ đón chào Sài Gòn mà họ đón chào ở tất cả mọi tỉnh thành. Họ mệt mỏi, họ xấu hổ, có nhiều cái lý do để mà họ đón chào. Nhưng mà với tôi ngày hôm nay nói chuyện về cái danh từ họ ngọt vẫn đồng là họ thấy rất là xấu hổ. Nhưng mà quốc gia nơi cái mảnh đất của họ sống như vậy mà bị xâm lăng bởi những người lính ngoại nhân này, rồi đó là căn bản, rồi họ nhìn thấy con cái của họ, đồng bào của họ, hàng xóm của họ phải ta sân thất sở đi làm những hành động mà tôi làm những việc làm mà tôi và anh vừa nói vừa qua. Tôi nghĩ tối thiểu là tất cả những người nào mà dùng cái danh từ Hòn Ngọc Viễn Đông để mà bôi bóng nó ra, để mà làm bóng cho cái lịch sử đã qua đấy, thì tối thiểu là thế này nè. Mình muốn bôi bóng cái gì đầu tiên đó là mình phải lương thiện với chính con người mình. Mình phải lương thiện với cái con người mình. Mình không có lương thiện được với cái con người mình sẽ không bao giờ làm được bất cứ một cái điều gì cả. Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông của tôi ngày xưa là những cái động lý triền miên, những đứa con nít nó chạy ra ngoài đường, nó vẫy chào những khách làng chơi vô đi khách với mẹ nó, với lại chị nó. Đó là một cái sự nhục nhã, ê kìa. Như vậy là mình hai hàng già mình nói như vậy cũng quá đủ à. Để bổ sung thêm cái ngày hôm qua mà tôi lên live tôi nói với thằng Thơ Quang thì cũng chưa hết ý. Cảm ơn anh đã hợp tác với tôi và lên đây để nói cái chuyện cái bữa ra ngày hôm nay. Dạ. Rồi, ok. Dạ, anh còn gì để nói dạ. nữa không? Mình chắc vậy đủ. Mình cảm ơn anh hôm nay nhắc lại nói một chuyện với thì, vâng, cảm ơn rất nhiều nha. Anh chạm biệt dạ, cả khăn nghe những người chào ở dưới đây. Chào các bạn. Okay, hẹn kỳ sau nói một cái đề tài nó vui hơn. Đúng rồi. Nói đề tài nó buồn quá, mà nó tức, tôi không hiểu. Xấu hổ tôi không hiểu ở đây. Nó có những cái diễn đàn nó buồn cười lắm anh. Nó lấy cái điều đó mà làm vinh dự. Ngày xưa Việt Nam của tao là đủ có Hoàng Ngọc Viễn Đông là nếu mà không có chuyện gì xảy ra bây giờ hả, thì mà Nam Hàn bỏ hơn giàu hơn Nam Hàn. Nhục nhã ơi là nhục nhã mà mình nói không được, mà bởi vì sao không có người mà để mà ngồi tôi với anh tâm sự giống như tôi với anh tôi nói chuyện với nhau, kể anh kể những chuyện của anh, tôi kể những chuyện của tôi, nó mới chứng thực được sự chân thật. Còn bây giờ tôi nó cứ huynh quang nó cứ nói trời ơi ngày xưa Việt Nam giàu lắm, Việt Nam đủ ăn bơ sữa không à, đủ mình không hiểu, giống nhắc lại nó không hiểu tại làm sao ăn bơ sữa đơn giản thôi, tại có mẹ nó không làm được gì đâu, không ăn nhưng mà nó không hiểu. Ok, cảm ơn anh rất nhiều. Ok.
Dạ, chào quý vị, chào các bạn, chào rồi. Dạ.